Từ lâu mạng làng hội đã biến thành nơi chia sẻ niềm vui nỗi buồn của các người chơi trẻ. Tuy nhiên nó cũng là con dao hai lưỡi, nếu không cẩn thận, người chơi sẽ biến thành nạn nhân bất đắc dĩ từ chính những thông tin mình chia sẻ. Giống như chàng trai dưới đây, hứng khởi qua ảnh cầu hôn người yêu, ai ngờ vừa ung ảnh chưa đầy 5 phút, anh đã bị tình cũ dấn thân tố tội lừa tình dắt chanh bỏ giỏ. Câu chuyện hiện đang hấp dẫn sự ân cần của hàng ngàn cư dân mạng. Cách đây vài giờ, một chàng trai có tài khoản mang tên tờ L đã chia sẻ trạng thái hạnh phúc của mình khi vừa cầu hôn chiến thắng người chơi gái mà anh yêu được gần 6 tháng. Cùng bức hình hạnh phúc của hai người đang ôm hôn tình cảm, anh còn khoe luôn bó hoa hồng tươi thắm và chiếc nhẫn đính kim cương đẹp lộng lẫy được cư dân mạng định lạnh tầm chục triệu. Chàng trai hào hứng viết: đã tròn 6 tháng mình bên nhau, được quen và yêu em là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời anh. Chiếc nhẫn và bó hoa này sẽ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt anh dành cho em. Ảnh minh họa. Ngay khi bài viết của chàng trai được ung lên, cư dân mạng thả tim bấm like chúc mừng. Nhất là những cô gái đang tuổi yêu lại càng phát cuồng trước màn tỏ tình lãng mạn như phim ngôn tình của chàng trai. Người thì comment chàng trai của năm đây rồi, người thì tắt luôn tên người yêu mình vào dưới dòng nhắn nhủ, đấy, người chơi trai người ta đáng ái mộ thế đấy. Khỏi phải nói, khi đọc những lượt comment ấy chàng trai này nở mũi tới mức nào, thi thoảng anh ấy lại bấm like cảm ơn những lượt chúc tốt đẹp của hội anh em. Tiếc rằng chàng ta lại quên không tính tới chuyện người yêu cũ của mình cũng là một trong những thành viên hoạt động tích cực của nhóm. Thế nên, ngay sau khi thấy bài chia sẻ của anh hiện lên tường, cô nàng tình cũ có tài khoản nguyện nợ liền lập tức nhảy vào bóc phốt anh, rằng thế hệ cách đây vài tháng anh ấy cũng đã thề thốt đủ điều với cô. Đặc biệt, anh còn lợi dụng cô bao ăn, bao ở gần năm trời, không bao giờ đưa cho cô được một đồng sinh hoạt phí. Tới lúc cô ấy gặp khó khăn, anh liền chia tay. Ấy thế mà giờ lại hào phóng chi cả chục triệu mua nhẫn tặng người chơi gái thế hệ. Nguyên văn, cô gái viết thế này, đời đúng là không tưởng mà. Vài tháng trước còn đi đào mỏ, ăn ở để người chơi gái cũ bao nuôi. Lúc mình có tiền, anh ta phấn khích yêu chiều, lúc mình gặp khó khăn anh ta quay lưng đòi chia tay ngay lập tức. Giờ lên đây khoa tặng nhẫn cầu hơn chục cũ. Thể loại dắt chanh bỏ giỏ này nếu không phải là người quen cũ, chắc mình sẽ ảo tưởng mơ mộng lạnh như mình có người chơi trai như thế. Ai dè, là hàng mình từng dùng qua tay. Chia buồn với chủ nhân chiếc nhẫn kia. Cùng với dòng comment bóc phốt, cô gái còn gửi đính kèm thêm bức hình cô chụp cùng anh chàng thủ còn mặn nồng để khẳng định với mọi người những lời cô nói hoàn toàn là sự thật. Điều này khiến cư dân mạng không khỏi ngạc nhiên và đồng đội mạng khai mạc công bố chỉ trích anh chàng này. Người bảo anh diễn sâu, dân đào mỏ chính gốc còn làm màu. Người chỉ trích anh sống không thật tâm trước sau gì cũng gặp quả báo. Thậm chí các anh hùng bàn phím còn nhanh tay tát luôn tên câu người chơi gái thế hệ chủ nhân được tặng chiếc nhẫn kia với lời nhắn nhủ tìm hiểu kỹ đi rồi hẳn nhận lời cưới, kẻo hối không kịp. Có khi anh ta đang thả con săn sắt để nắm con cá rơi cũng nên đó. Cô gái tự xưng là tình cũ của anh chàng đã comment bóc phốt chàng trai. Thấy cư dân mạng phản ứng quá gay gắt, anh chàng kia chỉ biết lẳng lặng gỡ bài. Tuy nhiên, với độ nhanh nhạy của 500 anh em, tất nhiên bài gốc của anh đã được chia sẻ đi muôn nơi với đủ những dòng bình luận khiến anh muối mặt. Thực sự, cũng chưa biết sự thật phía sau câu chuyện cô gái tự nhận là tình cũ của anh chàng này kể có đúng hay không, nhưng với những gì cô gái ấy nói chắc chắn anh chàng này sẽ phải lao đao một thời gian. Đặc biệt đối với người thế hệ, không biết cô gái ấy có đủ bình tĩnh và bao dung mà chấp nhận nghe anh giải thích. Thế hệ nói, mạng làng hội như con dao hai lưỡi, trước khi muốn chia sẻ thông tin gì người chơi nên suy nghĩ thật kỹ. Và để đảm bảo an toàn tốt nhất người chơi đừng bao giờ làm gì có lỗi trong quá khứ để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra như trên. Câu chuyện vẫn đang hấp dẫn rất nhiều lượt bình luận của dân mạng. Chàng trai thì được fan hú hồn, hiện đã khóa luôn tài.